Tử vi tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, bước sang tháng 1 âm lịch, năm Quý Mão 2023, được dự báo là vận trình có hung, có cát vượt khó vươn lên. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Vâng, quý vị thân mến, bước sang tháng đầu tiên của năm Quý Mão 2023, thì ai cũng hy vọng mình sẽ gặp được nhiều điều may mắn, không cần phải thăng hoa rực rỡ, nhưng ít nhất cũng cần một chút vận may, để có niềm tin, vượt qua khó khăn, và vươn lên trong cuộc sống và tuổi kỳ mùi, sinh năm 1979, được các nhà tử vi học, nhà chiêm tinh học dự báo, trải qua một tháng nhiều thăng trầm, hung cát đan sen, quyết tâm vượt lên chính mình, tài lộc hưng vượng, tình cảm nhiều may mắn. Tử vi tháng 1 âm lịch, năm quý mão 2023, cho tuổi kỳ mùi 1979. Người tuổi kỳ mùi, sinh năm 1979, thuộc mệnh thiên thượng hỏa, nghĩa là lửa trên trời. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2023, cho tuổi kỷ mùi, điểm báo, sự nghiệp lâm hãm địa, người này có kiếp tài lâm cục, mệnh chủ về tinh thần và sức sống dồi dào, tuy nhiên tính khí quá nhiều, khiến cho mệnh chủ hành sự thiên về cảm xúc nhiều hơn lý trí. Người tuổi kỷ mùi, nếu xuất hành đi xa hay thực hiện những công việc lớn, quan trọng, thì bản mệnh, nên khởi hành vào, giờ lẻ, ngày lẻ, tháng lẻ, để xuất phát. Khởi hành vào khung giờ hoàng đạo này, thì mọi chuyện sẽ vô cùng thuận lợi, suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, thành công, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một yếu tố để quyết định sự thành công, điều quan trọng hơn là Kỳ Mùi cần phải phát huy những điểm mạnh của mình, suy nghĩ, tính toán cẩn trọng trước khi thực hiện một kế hoạch nào đó. Tổng quan tử vi cho người tuổi Kỳ Mùi, sinh năm 1979. Người tuổi Kỳ Mùi thích cuộc sống tự do, độc lập, thích trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị, tuổi trẻ của họ sẽ là những chuyến đi khám phá mọi thứ kỳ lạ xung quanh theo tử vi tuổi kỳ mùi không ngừng học hỏi để tiếp thu cho mình những kiến thức kinh nghiệm bổ ích đó sẽ là những hành trang quan trọng giúp họ tự tin hơn ngoài xã hội dù là người có nhiều ước mơ hoài bão nhưng kỳ mùi không hề tham vọng tiền tài vật chất quyền lực trong xã hội phương châm sống của họ đó là làm những điều mình thích mang lại lợi ích cho cộng đồng những người thân xung quanh bởi vậy họ luôn có được sự lạc quan yêu đời an nhàn và không bao giờ có buồn phiền vì điều gì bản mệnh tuổi kỳ mùi là những người rất coi trọng gia đình, bởi vậy, dù có bận rộn đến đâu, họ cũng dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc mọi người trong nhà, gia đạo yên ấm, anh em hòa thuận, không bao giờ xảy ra mâu thuẫn, bất đồng. Công danh sự nghiệp thăng tiến, phát triển mạnh mẽ ở độ tuổi trung niên, tài lộc dồi dào, gặp nhiều may mắn, tuy nhiên, đôi lúc vẫn rơi vào cảnh khó khăn, thiếu thốn, phải tìm đến sự giúp đỡ của bạn bè, những người thân xung quanh người tuổi kỷ mùi thường rất hệ thống trong cách tiếp cận cuộc sống con giáp này biết lập kế hoạch từ trước có thể đưa ra luật lệ để tuân thủ trong suốt quá trình thực hiện kế hoạch tuy nhiên cũng phải vật lộn với sự thiếu tự tin để có được thành công như ý muốn kỷ mùi vẫn là người rất ổn định lạc quan và độc lập con giáp này tỏ ra khá thận trọng họ nghiêng về phía bảo thủ hơn là tự do cũng giống như các tuổi mùi khác kỷ mùi thích cuộc sống vật chất nhưng họ có thể tự đáp ứng nhu cầu của riêng mình mà không phụ thuộc nhiều vào những người khác với kỳ mùi, gia đình là tài sản quý giá nhất, và họ sẽ làm việc chăm chỉ, vì người thân, họ không thích lãng phí tiền bạc, nhưng cũng không tính toán quá chi ly. Tuổi kỳ mùi, không mất quá nhiều thời gian để lựa chọn khi làm việc, bởi tính dứt khoát ăn trong máu, bạn cần phải phát huy điều này nhiều hơn nữa. Hãy mạnh dạn đi theo con đường mình đã chọn, đừng ngập ngừng, đừng do dự bởi lời nói của kẻ khác. Tử vi người tuổi kỳ mùi, sinh năm 1979, có vận trình bán hung, bán cắt, vận may thuộc hàng trung đẳng. Đầu tháng ngũ hành kiếp tài lâm suy, không được thuận lợi, may mắn cuối tháng có chính quan tương trợ, lại được nguyệt lệnh che chở, nên cũng đỡ đi phần nào. Ngoài ra trong tháng có các tinh tụ hội vận trình người tuổi kỷ mùi, sinh năm 1979, cũng khá may mắn trong thời gian này. Có thể nói rằng tháng 1 năm 2023 âm lịch là một khoảng thời gian tràn đầy hy vọng đối với người tuổi kỷ mùi, sinh năm 1979 vận trình hanh thông có nhiều cơ hội đến nên con giáp này cần phải nắm bắt cơ hội để lập ra những kế hoạch phù hợp với khả năng của mình và nhanh chóng bắt tay vào thực hiện để sớm có ngày trông thấy kết quả nhờ có nguyệt lệnh lâm dưỡng phù trợ con giáp này luôn cảm thấy hăng hái nhiệt tình khi làm việc đồng thời tâm lý tích cực cũng giúp bạn chịu được khó khăn vất vả sẵn sàng cố gắng hết sức để đạt được thành công Chuyện làm ăn tiến triển tương đối thuận lợi, dù có thể bạn chưa kiếm được một khoản tiền lớn ngay lập tức, nhưng bạn hãy mạnh dạn đi theo những hướng mình đã vạch sẵn từ trước, bạn có thể dần tìm ra hướng đi, phát triển phù hợp cho bản thân. Dẫu sao đây cũng là quãng thời gian mà vận tài lộc của bạn ngày một tăng thêm. Đối với người tuổi kỳ mùi, sinh năm 1979, luôn có được mọi người xung quanh sẵn sàng giúp đỡ bạn hoặc giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý. Theo phong thủy, tháng 1 âm lịch năm 2023 này thì hướng may mắn nhất trong tháng sẽ là hướng Bắc, Đông Bắc và hướng Đông. Hướng xấu nằm ở vị trí trung tâm căn nhà, vì vậy bạn cần giữ cho vị trí giữa nhà yên tĩnh, sạch sẽ, hứa hẹn mang lại sự giàu có. Và may mắn là hướng Bắc còn hướng Đông sẽ đem lại sự hạnh phúc trong tình yêu. Hướng xấu sẽ nằm ở hướng Đông Nam, Tây Nam và hướng Tây. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi kỷ mùi, sinh năm 1979, trong tháng 1 âm lịch, năm 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe. Về mặt sự nghiệp, tử vi tháng 1 âm lịch năm 2023 dự báo, sự nghiệp của người tuổi kỷ mùi gặp lâm hãm địa, người này có kiếp tài lâm cục nên mệnh chủ dù có tinh thần và sức sống dồi dào. Tuy nhiên tính khí quá nhiều khiến người tuổi kỷ mùi, hành xử thiên về cảm xúc nhiều hơn lý trí, sự ương bướng trong công việc, khi bạn không được vừa lòng người khác, từ đó vận quý nhân không được như ý muốn, làm gì cũng không thuận. Vào khoảng thời gian cuối tháng, sự nghiệp đáng để kỳ vọng, với chính quan tòa mệnh, người tuổi kỳ mùi, sinh năm 1979, khá nổi bật về tính trách nhiệm, cũng như sự tuân thủ tuyệt đối quy định nghề nghiệp khi làm việc, bạn có khả năng kiềm chế bản thân khá tốt, tránh được hầu hết những cuộc tranh cãi trực diện, gây xấu cho sự nghiệp những người có căn nhà quay mặt về hướng đông, sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc, nhất bạch tham lang ngự hướng đông, kết hợp với ngôi sao sáng tạo tứ lục, mang lại nhiều ý tưởng và cảm hứng sáng tạo khi làm việc. Về mặt tài vận Đầu tháng 1 âm lịch năm 2023 này, vận tiền bạc của người tuổi kỳ mùi, lại gặp kiếp tài là hung vận trong bát tự, dụng thần người có kiếp tài gặp xung khắc với tiết khí, thì người này sẽ không giỏi trong việc tính toán, chi tiêu lại có thói ham mê mua sắm, hưởng thụ, quên mất ngày mai trong những ngày đầu tháng, bản mệnh dễ gặp tiểu nhân chơi xấu, lừa tiền, đầu tư, tiêu tiền, đều gặp thiệt hại, bạn cần phải hết sức chú ý. Từ vi tháng một âm lịch vận tài lộc của người cầm tinh con dê, có chính quan lâm vào đại vận, có thể thấy cách bạn sử dụng đồng tiền lành mạnh hơn, cách kiếm tiền cũng có kế hoạch, mạch lạc, rõ nét, các giấy tờ, con số luôn được người tuổi kỷ mùi, sinh năm 1979 tính toán, và sắp đặt gọn gàng, chi tiết. Tuy nhiên vì chính quan khá bảo thủ, nên mặt kiếm thêm nguồn tài chính từ nguồn thu nhập phụ bên ngoài của người này, lại không được phát triển lắm với những người đang sống ở căn nhà quay mặt hướng nam hoặc phòng ngủ ở hướng này thì cần tránh đi chơi khuya hay đến những nơi xa lạ hay những nơi có nhiều âm khí ngôi sao thất xích phá quân ngự tại đây cũng mang tới sự phản bội trong công việc và tài chính bạn hãy giữ cho khu vực hướng nam của căn nhà thật yên tĩnh và sạch sẽ về mặt tình cảm với người tuổi Kỷ Mùi trong tháng này có điểm báo, tình cảm lúc này có thể sẽ xảy ra mâu thuẫn với cha, bởi kiếp tài vốn đại diện cho người thân là nam giới trong nhà, có thể bạn sẽ nổ ra tranh cãi với cha hoặc anh trai, anh rể. Gánh nặng kinh tế trong gia đình chưa được khắc phục lại không được người thân chia sẻ nên mâu thuẫn là khó tránh khỏi. Tử Vi tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, tình cảm nghiêng về truyền thống. Trong các buổi gặp gỡ, người tuổi này thể hiện được tính cách trầm mặc điềm tĩnh, đáng tin cậy, vận nhân duyên của bạn vì thế phát triển dần dần và có trình tự quan hệ xã giao tốt, bạn nổi tiếng là người cư xử có chừng mực, duyên phận chủ yếu được mọi người yêu quý mà giới thiệu phần nhiều. Về mặt sức khỏe từ vi tháng 1 năm 2023 âm lịch thấy rằng về sức khỏe của người tuổi kỷ mùi, không có nhiều biến động trong khoảng thời gian này. Bạn nên tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh, không nên bắt bản thân lao động quá sức, điều này khiến cơ thể bạn cảm thấy mệt mỏi. Người tuổi kỳ mùi, sinh năm 1979, cần vận động hợp lý để tránh những tổn thương cơ thể không đáng có. Bản mệnh nên sắp xếp thời gian để tham gia vào các hoạt động rèn luyện thể dục thể thao và mở rộng các mối quan hệ. Đặc biệt, bạn không nên giữ mọi chuyện trong lòng, hoặc sống trong thế giới riêng, khi gặp phải chuyện căng thẳng, người tuổi kỷ mùi, sinh năm 1979, nên tìm cách thư giãn, hoặc tâm sự trao đổi với người đáng tin cậy. Trong tháng một này, những người có phòng ngủ hay nhà ở quay mặt về hướng Đông Nam, thì cần phải thận trọng về sức khỏe, vì ngôi sao bệnh tật đã hạ cánh ở đây, khi nó kết hợp với ngôi sao ngũ hoàng của năm, gây ra sự tương xung, bất lợi các bạn. Trong tháng cũng không nên đi du lịch, hay là làm những việc gì quan trọng vào thời điểm này sẽ không có lợi. Vâng, kính thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác tuổi Kỷ Mùi sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng đầu tiên của năm mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Xin chân thành cảm ơn quý cô bác đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý cô bác trong thời gian sớm nhất xin kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo